Trời ơi là trời. Đẹp quá các bạn ạ. Quá hùng vĩ các bạn ạ. Và mình đúng như bạn Diễm nói là cảm giác nổi da gà khi mà mình vừa mới nhìn thấy phía sau lưng, vai và đầu của tượng Phật Di Lặc. Quá là tuyệt vời luôn các bạn ạ. To đến mức mà mình không tưởng tượng, không hình dung ra được luôn các bạn ạ. Đẹp quá à. Quá đẹp luôn. Điều đầu tiên mình cảm nhận đó là cực kỳ đẹp. Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình và bạn Diễm đang có mặt tại Tây Ninh nhé các bạn. Ngày hôm nay là ngày 14 tháng Giêng các bạn ơi. Ngày mai khi mà các bạn đang xem clip này là ngày 15, tức là ngày rằm. Thì thông thường ngày mai mọi người sẽ đi chùa rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình rất muốn cùng với tất cả bạn quay trở lại để thăm viếng núi Bà Đen Tây Ninh, một trong những địa điểm tâm linh rất là đặc biệt tại khu vực phía Nam này. Trong thời gian vừa qua thì núi Bà Đen đã rất là nổi tiếng rồi, nhưng mà một vài tháng gần đây cực kỳ nổi tiếng hơn nữa khi mà có sự xuất hiện của tượng Phật Di Lặc ở trên đỉnh núi, cùng với trước đó là tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn mà năm ngoái mình đã từng giới thiệu tới tất cả các bạn rồi. Thì ngày hôm nay phải nói rằng mình rất là vui khi có mặt tại đây vào đúng cái dịp mà gần rằm tháng Giêng như này để giới thiệu tới tất cả các bạn. Thì không biết là khi mà có mặt tại núi Bà Đen thì bạn Diễm có cảm thấy như nào khi mà mình quay trở lại đây sau một năm bạn Diễm? Xin chào cả nhà nha. Thật sự là cái tâm trạng của mình rất là hào hứng luôn. Tại vì các bạn biết là như đầu năm rồi thì Diễm cùng với anh Dũng đã có một cái hành trình lên viếng ở trên núi Bà Đen. Và phải nói là năm 2023 là mình cùng với anh Dũng gặp rất là nhiều điều may mắn luôn. Năm nay mình trở lại đây thì thứ nhất là mình muốn viếng lại ở núi Bà Đen này. Và cái thứ hai nữa là cùng chia sẻ với các bạn. Tại vì tượng Phật Di Lặc thì nó chưa đúng chính xác đâu, là đại tượng Phật Di Lặc mới là chuẩn các bạn. Tại vì cái kích thước á, rất là khủng luôn và làm được từ đá sa huỳnh ấy. Đá sa thạch. Đá sa thạch thiên nhiên. Thì phải nói là rất là đặc biệt. Nên là lần này thì mình sẽ cùng đi lên này để khám phá chia sẻ với các bạn luôn nha. Trong những ngày vừa qua thì có hàng triệu du khách từ khắp nơi tới với núi Bà Đen các bạn để đi lễ Phật đầu năm. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với tất cả bạn đi chiêm bái cũng như là tìm hiểu xem là tượng Phật Di Lặc mà lớn bậc nhất thế giới ở trên đỉnh núi Bà Đen sẽ như thế nào nha. Bây giờ thì để mà đi đến núi Bà Đen thì các bạn thấy là ở đây có một không gian rất là rộng để mà mình đổ ô tô bao nhiêu chỗ cũng được luôn các bạn ạ. Mặc dù là đang cái mùa cao điểm bạn Diễm mà, nhưng mà mình cảm giác là không thiếu chỗ đậu xe hơi đâu. Có nhiều khu du lịch hoặc là chùa chiền là đầu năm như này là đi tìm chỗ đậu xe là khó lắm. Khó. Nhưng mà riêng núi Bà Đen là mình đi lần này lần thứ ba rồi mà vẫn không có bị thiếu chỗ đậu xe hơi. Ở núi Bà Đen thì phải nói là rất là nhiều du khách, là thậm chí là ở miền Tây ấy, anh Dũng, ở các tỉnh miền Tây thì cũng là đi đầu năm là đi lên đây đi rất là nhiều nha. Giờ mình sẽ đi mua vé để lên mua vé cáp treo. Nhưng mà phải nói rằng lần nào mình tới với Tây Ninh thì cũng có một cái nắng rất là gắt mà Diễm à. Hôm nay các bạn thấy là Diễm hơi khác một tí là thế này. Vậy là chống nắng này rồi kính đen, tại vì thực sự là Diễm cảm giác cái nhiệt độ ở Tây Ninh nó nóng hơn nhiều so với Sài Gòn luôn. Đây, bây giờ mình sẽ đi vào phía trong này để mua vé cáp treo. Trời xe luôn á. Chụp hình ảnh cái em. Dạ chú ạ. Khi mà tới với núi Bà Đen thì mình phải đi cáp treo lên trên đỉnh núi trên kia nha. Mà các bạn biết là với cái số lượng du khách mà lên tới cả triệu người trong mấy ngày Tết vừa qua là một cái số lượng thực sự quá lớn các bạn ạ. Ít nơi nào ở Việt Nam mà lại có được cái lượng du khách khổng lồ đổ đến trong một thời gian ngắn như vậy. Trong đó có núi Bà Đen các bạn ơi. Diễm nhìn đang cái đường cáp treo đi lên mà Diễm phải nói là chi chít luôn các bạn ạ. Nhìn như vậy thôi nhưng mà ngọn núi này rất là cao, gần 1000m là các bạn ạ. Và lên trên đó thì mát lắm so với cái nóng nực ở dưới chân núi này. Mình nghĩ lên trên đó sẽ rất là đông luôn á. Bây giờ thì các bạn sẽ cùng với Diễm xem là năm nay thì cái giá vé cáp treo mà để mình đi lên trên núi thì cái giá vé là bao nhiêu nha các bạn. Bạn thấy là mình đi lên chùa mà nắng quá là Diễm vừa mới mua được cái nón lá hình hoa sen này, biểu tượng hoa Việt Nam này. Đây là có chữ Việt Nam luôn. Ai mà lên trên núi Bà Đen này, đặc biệt các chị em mà quên mang theo đồ chống nắng, đặc biệt là nón, thì có thể mua ngay tại đây luôn. Bây giờ Diễm đố anh Dũng nha, cái nón này mua bao nhiêu tiền? Hồi nãy mình nghe không nhầm là 100 ngàn. Đúng rồi, hay quá.
mua vé thôi. Ở đây thì mình cứ đỗ xe, xong đó mình lại cái khu vực phòng vé cáp treo này mình mua này. Mà cái điều mình cực kỳ thích khi mà tới với núi Bà Đen ấy, đó là cái sự hòa đồng, vui vẻ của tất cả mọi người cũng như là an toàn. Nó cảm giác cho mình một cái cảm giác rất là thoải mái, không phải lo về cái việc này việc kia khi mà mình đi lên chùa lên núi đâu. Với lại là dịch vụ ở đây cũng rất là tốt các bạn ơi, mọi người mua này kia mọi thứ rất là chuyên nghiệp luôn. Rồi mua vé luôn nha. Đấy, có cả chú hướng dẫn mua vé luôn. Cảm ơn. Cảm ơn chú. Đấy các bạn thấy sự thân thiện khách vui lòng cứ để ý. Một người thoải mái. Dạ. Cảm ơn. Bên đây. Bên này là bạn Diễm ơi. Dạ. Nếu mà mình đi chùa Hang có mua ở đây luôn không, hay là xuống rồi mới mua, hay là mua luôn? Mua ở đây luôn. Mua luôn. Mua vé đi chùa Hang nữa. Mua vé combo. Combo luôn. Ở đây thì có hai tuyến cáp treo các bạn ạ. Một cái tuyến cáp treo thì mình lên trên đỉnh núi và sau đó mình quay xuống rồi mình mới tiếp tục đi một tuyến cáp treo khác nữa lên chùa Hang. Hôm nay không phải quay xuống hả chú? Đây này, cáp treo ngay trên này này. Xin chào quý khách vui lòng. Mình sẽ đi tuyến này lên. Cảm ơn. Dạ, vé vào cổng là 10.000 một người. Còn Diễm mua vé combo để đi đỉnh Vân Sơn và chùa Ha núi ở núi Hang luôn đó là 600.000 cho một người. Cảm ơn. Đó là toàn bộ tiền vé cáp treo đó, của hai tuyến đấy là 600. Em có mua đồ lễ vé mua em. Dạ. Để lên trên không ai bán đồ lễ đâu, đồ lễ bán rồi hết. Đây, bạn nào là có mua lễ thì có thể là dừng chân ở đây để mua. À, mình là do đi khám phá cho nên là mình sẽ đi không để tiện quay cho các bạn. À, có người bê lên luôn hả chú? À, đồ lễ là như thế nào chú nhỉ? Lễ bà này, lại đó coi. Là mình có được đặt ở tượng bà không hay là mình mang lên đó mình để đâu? Hai tượng bà luôn. À. Cúng bà này. Lần trước mình đi mình không biết cái này. Lần trước con đi là không biết cái này. Đây là em lễ cúng bà. Lễ cúng bà mình cúng để ngay bà các sư thầy trên đó có ăn luôn. À, một gọi là một combo. Một combo đúng rồi, tụi anh bốc giác chùa bê lên cho em, lên đó cúng xong trả đúng bằng giá. Giống như là mình sau đó đúng là mình sẽ để lại cho chùa luôn. Con chỉ sợ là không gọi là cúng mà không được nhận á, còn nếu mà được nhận thì quá tuyệt vời luôn. Có sư thầy. Con đặt mua xong rồi lên trên đó con xin số lên đó con gọi khi nào mà chú mang. Ở đây chú mang lên chú giao cho em cúng đồng quà. Dạ rồi, lên trên đó là chú sẽ gọi lại cho con luôn đây. Con lễ rồi lên cúng ha. Dạ rồi, cho con đặt rồi lễ. Anh em cho xin bình thường là mình ví dụ như cúng hoa cúng trái cây thì cũng mình cũng hơi lăng tăng, nhưng mà đây là gạo muối dầu ăn trao nó rất là thiết thực luôn, nên là mua cái này rất là hay các bạn ạ. Đúng rồi. Dạ rồi, thế thì cho con đặt. Tại vì năm ngoái mình đi lên thì mình không thấy biết cái này. Mình chỉ sợ là không được đặt lên hoặc là đặt lên mà các sư thầy hoặc là không có ai nhận cái đấy mà để ngoài trời như vậy thì nó kỳ. Nhưng mà đem vô trong chính điện luôn. Nhưng mà dạ, mình có thể chia sẻ là với một cái phần lễ này là sẽ có một túi gạo 5kg ạ. 10kg luôn ạ. Thì phần xì dầu, dạ, mì chay, cao, tương, đường, muối hạt nêm. Rất là thiết thực luôn, đặc biệt là tháng giêng này. Tháng giêng. Dạ. Rồi còn cái này là đặc biệt nhất nữa là biết gì không em? Cái gì ạ? Dầu ăn. Một thùng dầu trăm đèn cho bà, sáng suốt gia đình đầu năm mới, dạ. Năm rồng năm thìn. Không, đó là anh nói thật lòng luôn. Thùng dầu mà châm đèn cho bà ấy. Châm đèn cho bà chiên xào luôn, không có khói. Trên đỉnh núi hay là bên chùa Hang? Chùa Hang á. Bên chùa Hang. Đó, một là thùng các dầu cũng mang luôn. Đúng rồi, đó cho đầy đủ combo luôn. Là thùng này bao nhiêu ạ? Có bảng giá đó cưng. 940, 24 chai. Nó mình phải nói đức thật đàng chùa hoàng. Chùa tao cúng 2 năm. Ừ. 2 năm. Đúng rồi, để đây luôn nè. Xong rồi gọi cho điện thoại của chú là chưa gọi được. Chứ nó con ấy, bây giờ con tính tiền này trước. Rồi, rồi. Tính tiền này tới ơi. Các bạn biết không, ở đây các chú là có thẻ, có bảng tên hết là mình yên tâm rồi, luôn. Ok, là bốc giác là từ nào giờ? Của số của cưng là 467 không? Đúng rồi. Tính tiền hoàng lớn thùng dầu. Rồi, bà chú là có chú đây chốt đơn cho mình luôn. Tại quen rồi, người ta cũng thường cúng á. Dạ, tại vì bên kia là chùa Hang đúng không? Đúng rồi, dạ, chùa Hang. Bên chùa Hang đó, nếu mà con có duyên á, con có chùa đó là chùa Ba Cô là nữ giới ở không, sư cô ở con cho một phần nữa. Đó là chú nói thật lòng luôn. Dạ. Bữa nay là ngày là 14 ngày vía bà luôn. Dạ. Hôm nay là vía bà. Đúng rồi, vía bà luôn, một năm chỉ có ngày 14 rằm này thôi là ngày vía bà. Ủa chú phải ngày mai ạ? Không, hai ngày luôn. À. Thế là mình có duyên lắm đấy. Có duyên luôn mà. Vậy là em cho hai lễ đi em.
Em cho 2 lễ đi. 2 chùa. 230. 200 dạ. Em cho một lễ nữa là cái chùa nữ giới sư cô ở cái chùa đó ni tăng ở không. Tội nghiệp lắm. Ở đây dạ rồi chị. Đây em chuyển khoản ra tiền thêm. Em không ăn được đủ tiền lẻ này. Mình có số tài khoản không cho em? Có, đây có luôn. 2. Mình đưa tiền mặt cho nhanh. Đúng rồi. Chuyển khoản thì lâu lắm. Cái này là lên truyền hình luôn rồi nha. 3 triệu 230 này tới 3,5 triệu này. Rồi thấu lại đi đâu rồi. Rồi riêng em cho cái một phần nữa lên cái chùa ba cô đi. Sư cô ở không á con. Chú vác lên cho con, lên gặp sư cô luôn. À, tiền mà mình vác lên trên đó là bao nhiêu? Không, không có tiền công gì hết. Không có tiền gì hết. Là nó bao gồm hết rồi, combo hết. Rồi. Luôn. Đúng rồi, vậy em cho một phần nữa đi, lên cúng cái chùa đó luôn đi, chú đem lên luôn cho. Không rồi. Đó chú. Đó hay quá dạ. Chú vác lên con gặp sư luôn. Thế thì bây giờ con lấy thêm em lấy thêm một combo này nữa. Combo nữa. Rồi. Combo này. Với lại là một thùng nhang đen. Một thùng dầu y vậy nữa. Rồi, chuyển khoản nha. Rồi, chuyển khoản. Đưa số tài khoản cho em chị. Cưng chú ăn một rồi. Dạ được rồi ạ. Diễm đã hoàn tất là mua xong 2 combo và 1 thùng dầu rồi. Sau đó thì mình sẽ đi lên. Còn cái vé mà cáp treo á các bạn là phải giữ suốt chiều đi chiều về nha. Làm mất là phải mua vé mới để đi về đó. Tốt nhất là nên chụp hình lại. Đúng rồi. Đây, mọi mình mua 3 vé mọi người qua nó giữ nha. Bây giờ mình đi vô này chị. Tí nữa gặp lại các chú ở trên đấy. Bây giờ mình sẽ đi vào trong khu vực nhà ga cáp treo. Nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới đó các bạn. Nôn quá, Diệp đang muốn trải nghiệm lại cái chuyến đi năm rồi thế nào mà cái cảm giác mà đi lên trên cáp treo xong mình nhìn xuống xung quanh ruộng này kia của Tây Ninh rất là đẹp nha các bạn. Vé bao cổng đó chị, vé bao cổng màu xanh đó chị. Dạ mình mua vé bao cổng chưa hả? Vé màu xanh đó chị. Mẹ mình bò quá phải không? Vé 10.000 đấy. Dạ rồi, xin mời ạ. Dạ, cảm ơn. Vào trong này là mình mới đưa vé cáp treo. Cái này phải đi nhiều lần nữa thì mới có kinh nghiệm rõ các bạn ạ. Trước khi mà mình lên trên đỉnh núi, đi cáp treo lên đỉnh núi thì mình bên cạnh có một tịnh xá này các bạn này. Thì các bạn nên vào mình thắp nhang, mình vái rồi mình hãy lên núi nha. Đi, bây giờ mình sẽ đi thang máy lên trên cáp treo này. Cách phục vụ của Sun World mà Diễm đi trên đỉnh Phan Xi Păng hay là mình đi núi Bà Đen thì các bạn nhân viên đều rất là nhiệt tình, đi lúc nào cũng xin chào. ba người có anh em không nhỉ? Bọn anh nha. Quay hết cái hình em mới được nha. Wow. Quay em luôn. Ôi, hình như là đợt này do đông khách hay sao mà anh Dũng nhìn thấy này, gọi là các cái lòng này để đi á là di chích luôn á. Nhờ bạn Diễm có để ý là mỗi lần mình đi lên núi Bà Đen là đều có một cái cảm giác rất là thoải mái không? Đúng rồi, nhẹ nhàng đấy. Mình quan trọng hết là đi đâu cũng vậy bạn, cái tâm lý là thoải mái nhẹ nhàng là cái quan trọng nhất. Thì trong thời gian ở đây ngồi thì người ta rất là chu đáo, người ta có những cái tờ thông tin này. Không biết là vừa rồi khán giả kênh Phạm Dũng khi mà đi lên núi Bà Đen vào cái ngày Tết ấy, thì có bị đông đúc lắm hay không? Nhưng mà Phạm Dũng đi vào ngày mai là ngày rằm rồi, nhưng mà cảm giác không có bị đông đúc các bạn. Mình sợ nhất là phải chờ lâu á. Mình đi để đến với đây thì chúng ta có thể khám phá Tây Ninh này. Xong rồi mình lên trên cáp treo để mình đi khám phá núi Bà Đen ấy, thì mình có thể tham quan khu trưng bày nghệ thuật Phật giáo này,
rồi mình có thể là nguyện cầu bình an nè ở tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. Quá đã luôn các bạn ơi, đẹp quá. Mình sẽ đi qua nhiều cái trụ cáp treo này để lên đỉnh núi các bạn ạ, rất là cao nha. Bên kia còn có một tuyến cáp treo để mình đi sang chùa Hang các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi lên điểm đó là tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn nha các bạn. Thì ở đây là mình có thể là vào cái không gian ở đây có Xá Lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này. Xong rồi đặc biệt là mới nhất là giống như lúc nãy mình với anh Dũng có thể chia sẻ với các bạn, đó là cái tượng Phật Di Lặc. Là tượng Phật Di Lặc là miệng cười hỉ hả, cao khoảng 36m này, an tọa trên thác nước, tựa lưng vào vách núi, hướng mắt nhìn về phía hồ Dầu Tiếng. Đó, đây là công trình tâm linh vào dịp Tết Nguyên Đán đó. Dịp nào chia sẻ trước một tí nữa mình lên mình khám phá các bạn ạ. Đây là khi mà mình lên tới lưng chừng núi này là mình có một cái tầm nhìn bao quát về phía thành phố Tây Ninh. Rồi nhìn qua phía bên này là khu vực hồ Dầu Tiếng. Còn nhà ga mình vừa mới di chuyển lên là nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới các bạn. Thường đi cáp treo là mình sợ nhất là cái cảm giác mà đi qua cái trụ á. Nhưng mà cáp treo Fansipan hay là cáp treo của núi Bà Đen cũng vậy, làm cho mình có cảm giác rất là êm, không có bị hụt một cái làm cho mình sợ. Kiểu không có bị thót tim á các bạn, mà nó rất là êm đềm luôn. Đây, khu vực này là chỉ có đá không này. Hiện tại là có những tuyến đi bộ lên đỉnh núi như vậy đấy. Nếu mà bạn nào mà thích leo núi thì thay vì đi cáp treo, mình có thể lựa chọn là đi bộ. Nhưng mà phải nói là trong năm Diễm tìm hiểu nha, thì năm 2023 và đầu năm nay này là cái lượng du khách mà đổ về núi Bà Đen phải nói là toàn là những số liệu là kỷ lục không các bạn. Rất là đông khách về luôn. Năm rồi còn có rất là nhiều hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ ở núi Bà Đen nữa. Nếu mà so với cái cáp treo mà ở Fansipan á thì cái lòng mà mình ngồi thế này thì cái chiều dài nó không có bằng rộng bằng, nhưng mà cái cabin nó hẹp, nó nhỏ hơn. Nhỏ hơn một tí. Nhưng mà lại rất nhiều cabin. Mà lên tới trên này là bạn Diễu có để ý không? Nghe thấy tiếng chim ấy. Hơi ù tai một chút nhưng mà cái tiếng chim rừng rất là rõ ràng luôn. Cái hoa gì đẹp quá trời luôn này. Này. Cái hoa đỏ đỏ này, cái hoa gạo không ta? Hơi giống hoa gạo mà. Hoa gạo hay hoa phượng? Không phải phượng. Có khả năng là hoa gạo á. Đẹp quá. Mùa này là cây cối bắt đầu thay lá đó bạn nhé. Xuân đã qua. Nhưng mà tháng Giêng là một tháng với mọi người, đặc biệt là những người về tín ngưỡng ấy, thì tháng Giêng là cực kỳ quan trọng nha các bạn. Vì người ta rằm tháng Giêng người ta hay đi chùa. Diễm thấy thường qua Tết người ta có quan niệm là mỗi người sẽ phải đi 10 chùa. Nhưng mà Diễm thì chỉ đi quan trọng là ở Sài Gòn đó mình hay đi chùa Hoàng Pháp. Và bây giờ có duyên thì mình lên trên chùa ở đỉnh núi Bà Đen. À, có nghe tiếng chim ấy. Đúng rồi. Đây này. Nãy giờ mình đã đi được một chặng khá là dài rồi. Gần tới đỉnh rồi đó. Lên trên này thì mình cảm nhận là cây cối bắt đầu rậm rạp và xanh tốt hơn ở khu vực phía dưới chân núi. Tại vì trên này nó mát hơn. Ở dưới chân núi thì thời tiết đang rất là nóng. Rát mặt. Nhưng mà về tầm nhìn là bây giờ gì ta thấy tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn rồi này. Đã tới đỉnh núi rồi đấy. Bây giờ thực sự là mình rất là háo hức và tò mò để được chiêm ngưỡng tượng Phật Di Lặc các bạn ạ. Một trong những tượng Phật Di Lặc lớn nhất thế giới mà bằng đá sa thạch tự nhiên.
chào. Xin chào. Xin chào. Lối ra. Đây là những cabin cáp treo nãy giờ mình đi này. Trước mặt các bạn là tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, cao 72m, làm bằng 170 tấn đồng đỏ nha các bạn. Lên trên này cảm giác rất là thanh tịnh, nhẹ nhàng, và cái thời tiết nó kiểu hơi mát mát một tí các bạn, không có còn cái cảm giác mà mình nóng bức nữa. Cái cảm giác về không khí đó là hơi mát nhẹ một chút trên cái da mình, nó không còn bị rát da như là ở dưới chân núi. Tại vì trên này độ cao gần 1000m các bạn ạ. Đây là khu vực những thác nước phía trước tượng Phật Bà. Nhưng mà mình vẫn chưa nhìn thấy tượng Phật Di Lặc ở đâu bạn Diễm à? Theo diễn nhìn hình thì mình thấy là hình như là đặt ở phía trước. Các bạn nhìn thấy tượng Phật Bà. Còn một làn khói mờ nữa này, như bồng lai tiên cảnh các bạn ạ. Quá đẹp các bạn ạ. Trước cái khung cảnh này mà anh Dũng dùng cái câu là như bồng lai tiên cảnh, thật sự là rất là đúng luôn ấy. Mình qua bên này để mình hợp lấy. Rồi, hai boy. Mình muốn cùng với tất cả bạn là ngắm nhìn lại phía trước tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, rồi sau đó mình mới đi xuống phía dưới để ngắm nhìn chiêm bái tượng Phật Di Lặc. Đẹp các bạn Diễm ạ. Mình ở đây thì có nhiều, có thể là thang máy thì các bạn được đi lên một tí các bậc để mà mình tham quan, còn không thì mình có thể sức khỏe mình có thể đi bộ từ từ để khám phá nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống đại tượng Phật Di Lặc nha các bạn. Thì có một là mình có thể lên trên này để đi thang cuốn xuống. Không thì nếu mà đi bộ thì mình sẽ đi bộ theo hai đường hai bên này để đi xuống này. Mình rất muốn đi bộ để trải nghiệm các bạn ạ. Đây, có cái bảng hướng dẫn là tượng Phật Di Lặc nè anh Dũng nè. Năm ngoái khi mà mình lên đây ấy, thì công trình này đang thi công. Và năm nay thì đã hoàn thiện rồi. Nhưng mà năm rồi mình đi mình cũng là không nghĩ, không biết được anh Dũng ha. Không biết là đang xây dựng đại tượng Phật Di Lặc. Bên hông thì đang có những cái thác nước này. Nhiều khi nếu mà mình chỉ xem qua clip thì mình sẽ không hình dung được hết cái điều đặc biệt của cái công trình ở trên đỉnh núi như thế này. Nhưng mà khi mà mình đi tới nơi rồi, cái điều đầu tiên đó là mình khâm phục cái kiến trúc, cái thiết kế ở đây quá đẹp các bạn. Rồi thứ hai nữa là cái khả năng thi công của các thợ của Việt Nam mình tạo nên những công trình cực kỳ bền vững, và mình nhìn cảm giác là nó sẽ trường tồn với thời gian luôn, bằng đá đó các bạn. Có một cái mà chị Mẫn nói, mình với anh Dũng cùng nhìn nhận ra sau cái thời gian đi xuyên Việt, có nhiều nơi là những cái bảo tàng này hay những cái tượng đài á, thì họ là xây to xây lớn như thế nào, nhưng với tụi mình thì mình lại nghĩ là nó mang dấu ấn lịch sử rất là nhiều các bạn ạ. Nó là một cái dấu mốc lịch sử văn hóa của Việt Nam mình, mà nó tồn tại tới hàng trăm hàng ngàn năm lận các bạn. Không chỉ là một hai clip hay là một hai cái chục một hai chục năm đâu, mà là hàng thiên niên kỷ, hàng thế kỷ. Đúng, thật sự là dễ bước ra tới đây là dịu cảm giác nổi da gà luôn các bạn. Ôi ôi. Wow. Trời ơi là trời. Đẹp quá các bạn ạ. Quá hùng vĩ các bạn ạ, và mình đúng như bạn Diễm nói là cảm giác nổi da gà khi mà mình vừa mới nhìn thấy phía sau lưng, vai và đầu của tượng Phật Di Lặc. Và xung quanh Phật Di Lặc là thác nước đổ các bạn ạ. Trời ơi. Một công trình quá lớn,
kỳ vĩ các bạn. Và mình nghĩ rằng là rất nhiều công sức tâm huyết đổ vào đây, cũng như là cái trí óc sáng tạo nữa, thì mới làm được một cái công trình nó tuyệt vời như này. Và bạn Diễm nhìn này, quá là ấn tượng luôn. Khi mà nhìn từ trên cao thì sẽ tạo thành một khối tổng thể từ tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn xuống phía dưới một cái bậc thấp hơn ở phía trước là tượng Phật Di Lặc, và xung quanh là thác nước đổ các bạn ơi. Thật sự là nổi da gà luôn các bạn ơi. Mình cảm giác phải nói là lẽ ra là mình đi bây giờ cũng không phải là muộn nha, nhưng mà phải nói là nếu mà đi chùa đi núi thì phải một lần các bạn phải đến đây nha, các bạn phải đến với núi Bà Đen. Và tượng Phật Di Lặc thì hướng về Hồ Dầu Tiếng và hướng về hướng đông luôn, hướng mặt trời mọc luôn ấy. Và bạn Diễm có biết không, với những cái thác đổ theo từng bậc như này thì cũng là mô phỏng theo ruộng bậc thang của Việt Nam mình. Nếu mà không nói hoặc là không tìm hiểu thì các bạn cứ nghĩ là một cái thác nước bình thường, nhưng mà đó cũng là một cái biểu tượng về văn hóa, du lịch cũng như là cái nền nông nghiệp của vùng núi phía Bắc Việt Nam mình các bạn ạ. Đó là ruộng bậc thang. Ở đây là mình chỉ mới là đứng sau lưng tượng Phật thôi nhé các bạn, mà Diễm chỉ là đứng xuống dưới và kiểu là đối diện luôn thì sẽ phải nói là rất là trầm trồ đó. Mình cũng đang hơi lo một chút là phía dưới có mở nhạc thì sẽ bị bản quyền đấy. Toàn bộ công trình là bằng đá nguyên khối này các bạn này. Bạn Diễm đang bước trên những tấm đá nguyên khối, đá xanh đấy. Và mình cũng mong rằng đây là những tấm đá được đưa từ Thanh Hóa về, thì để mình tìm hiểu xem thì mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn sau. Bởi vì đá xanh Thanh Hóa là một cái công trình đã, một cái vật liệu đã được dùng trong rất nhiều công trình thế kỷ của Việt Nam mình. Thì mình không biết là cái đá xanh này có được lấy từ Thanh Hóa hay không, thì mình phải tìm hiểu thêm. Ở đây thì khi mà mình bước từ chỗ là tượng bà Tây Ba Bổ Đà Sơn thì mình sẽ đi bộ xuống đây, thì sẽ có một cái lối này, cái lối này mình đi xuống ở dưới nữa nha các bạn. Cái không gian này thì mình phải đứng để chụp hình cũng được. Đẹp quá. Để hiểu rõ hơn, đây là mang ý tưởng ruộng bậc thang. Còn để mà khám phá nhiều hơn về ruộng bậc thang thì các bạn hãy tìm lại những video cũ trên kênh Thẩm Dũng nha. Mình với anh Dũng thì cũng quay rất là nhiều video về ruộng bậc thang rồi. Đây là phía sau của tượng Phật này. Đầu và tai và vai của tượng Phật Di Lặc. Những hình tròn các bạn đang nhìn thấy đó là một cái chuỗi hạt đeo trên cổ của Phật Di Lặc. Và anh Dũng thấy là nhìn tay kìa. Mà mình nhắc lại đây là tượng Phật Di Lặc được làm từ những tấm đá sa thạch nha các bạn. 6.688 tấm đá sa thạch. Đây các bạn thấy là những cái bậc thang á, mà để xây cái hình của tượng Phật Di Lặc là cũng làm theo là hình dạng là ruộng bậc thang đó các bạn. Là không có làm liền mà làm bậc đi xuống như này. Khi mà mình nhìn về phía trước á, thì mình mới hình dung rõ được, còn hiện tại mình đang nhìn phía sau. Đấy, bên này là tai này các bạn này, rồi đây là vai này. Bây giờ mình sẽ đi vào trong để đi xuống vào phía bên trong tượng Phật, chứ mình không có đi bên ngoài như là từ trên kia xuống nữa. Cầu ước nữa, cái cầu để mình ước nguyện quá, tức là mình vừa đi xuống và mình vừa ước nguyện ở cái bậc thang này luôn. Các bạn thấy là mình bỏ mấy trăm ngàn, 600 ngàn để mua cái vé đi này thì rất là nhiều dịch vụ họ đầu tư ấy để cho du khách. Mình đi đến đâu thì đều có hướng dẫn đến đó, nên là cũng không sợ bị lạc hay là không biết đường đi đâu. Xin chào. Xin chào. Giờ mình đi tới thì có
mình vừa nổi da gà mà vừa run nữa các bạn ạ. Tại vì cái cảm giác linh thiêng. Mình mong rằng những ước nguyện của mình và bạn Diễm cũng như là những ước nguyện của khán giả kênh Phạm Dũng khi mà đang xem clip này sẽ thành hiện thực khi mà mình được đi trong lòng tượng Phật Di Lặc lớn bậc nhất thế giới trên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh của Việt Nam mình. Mình đi trong này nè, được lắp cả thang cuộn này, thì phải nói là cái sự hùng vĩ nó như thế nào anh Má, phải nói là siêu siêu rộng luôn ấy. Nãy giờ mình từ trên này đi xuống ạ. Một công trình quá tuyệt vời về Phật giáo. Mình sẽ cùng trải nghiệm hết cái bậc thang này cùng với khán giả kênh Phạm Dũng luôn. Cũng chỉ mong là những đoạn nhạc mà của chùa mở thì sẽ không có bị bản quyền các bạn, tại vì mình vẫn nghe văng vẳng tiếng nhạc. Không sao đâu. Mình đã thấy ánh sáng phía dưới rồi. Phần hồi nãy giờ mình đi là phần nào của tượng Phật Di Lặc nha. Mình đoán là hai bên hông, ở dưới chân. Đi ra xem thế nào. Mình vừa mới đi hết khu vực cầu thang của bên trong tượng Phật Di Lặc. Bây giờ mình sẽ đi ra phía bên ngoài. Bên trong còn thiết kế rất là nhiều phòng, là phòng y tế này, rồi phòng kỹ thuật này, rồi rất là nhiều nữa các bạn. Wow. Chỉ là một lối nhỏ thôi đấy. Quá đẹp các bạn ạ. Khi mà mình đi ra ngoài này rồi mình sẽ được chiêm ngưỡng tượng Phật. Wow. Quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đây không? Quá huyền ảo các bạn ơi. Wow. Thực ra nãy giờ các bạn Diễm mình không đi trong lòng tượng Phật mà mình đang đi dưới chân đế của tượng Phật. Cái chân đế thôi hả? Đúng rồi. Tượng Phật thì nằm ở phía giữa này, nhưng mà mình đi ở phía bên này này. To đến mức mà mình không tưởng tượng, không hình dung ra được luôn. Đẹp quá à. Quá đẹp luôn. Trời ơi, phải nói là tuyệt vời các bạn ơi. Phải nói là hội tụ đầy đủ các yếu tố bạn Diễm à. Về tâm linh này, về kiến trúc này, về văn hóa, về nghệ thuật, đầy đủ hết ở trong cái khu vực này. Rất đẹp các bạn ạ. Điều đầu tiên mình cảm nhận đó là cực kỳ đẹp. Và các bạn biết không, khi mà tới với Tây Ninh thì có rất nhiều món ngon, nhưng mà Phạm Dũng và Phan Diễm quyết định là không ăn cái gì trước khi lên đỉnh núi. Buổi trưa là mình chờ 1 giờ mình mới đi, thì mình với anh Dũng nói là hay là có đi ăn cái gì không. Mình với anh Dũng nói là đã quyết tâm đi lên trên này thì sẽ để bụng không. Đi lên này đầu tiên là mình phải viếng trước, rồi sau đó thì muốn ăn cái gì thì ăn. Thì phải nói là đi trên này thì phải nói là cái cảm xúc cho mình cảm rất là đặc biệt luôn. Các bạn thấy là khi mà Diễm đứng đây, thật sự là Diễm rất là đầu tiên là phải cảm ơn một người mà đã cho ra cái bản hình tượng của Phật Di Lặc này. Nhìn cái nét mặt nó rất là đẹp, kiểu tươi tắn và vui vẻ các bạn. Còn những người thi công, những người làm cái công trình này phải nói là quá tuyệt vời luôn. Quá đẹp các bạn. Rất đông du khách xuống khu vực phía dưới tượng Phật Di Lặc. Cả tượng Phật Di Lặc và tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn thì đều có một cái kích thước rất là lớn ở trên đỉnh núi, nhưng mà ở hai cái tầng độ cao khác nhau. Mặc dù tượng Phật Bà là ngay phía sau lưng và trên cao nhất của đỉnh núi, sau lưng của tượng Phật Di Lặc, nhưng mà từ vị trí này mình cũng không thể nhìn thấy được do sự chênh lệch của độ cao. Lung linh huyền ảo các bạn ạ. Bạn Diễm thì cảm nhận như nào khi mà ngày hôm nay mình được tận mắt chứng kiến tượng Phật Di Lặc? Tại vì trong những ngày qua thì phải nói có rất nhiều
clip ở trên các cái trang báo chính thống, trên truyền hình, TV, cũng như là những người bạn của mình chia sẻ nữa. Thật ra thì Diễm thấy là trong cái cuộc sống của mình ấy, cái niềm tin về tâm linh thì hầu như là ai cũng phải có. Thì chúng ta phải có niềm tin thì chúng ta mới cố gắng mỗi ngày, chúng ta dựa vào cái niềm tin đó. Thì Diễm đứng đây ấy, mình cũng cảm thấy rất là vui khi gọi là một cái công trình mà quá ấn tượng của Việt Nam mình thế này, thì bây giờ cuối cùng mình cũng đã đặt chân tới. Và những khán giả của kênh Lợi Dụng nếu chưa có đủ duyên, đủ điều kiện để đi thì cũng thông qua video này cũng có thể có một cái góc nhìn nhỏ bé nào đó về núi Bà Đen này, về Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, hay là về đại dương Phật Di Lặc. Mà cái điều mà mình đặt chân tới đây, mình mong mỏi nhất là mình chỉ mong là năm nay thì mình cùng với anh Dũng sẽ có thể là cùng nhau thực hiện được những cái kế hoạch, những cái công việc mà rất là quan trọng mà tụi mình đề ra cho năm 2024 các bạn. Mình nghĩ rằng mình sẽ dành một chút cái thời gian này để cho các bạn chiêm bái tượng Phật Di Lặc và cùng được xin những điều gì mà các bạn mong muốn ở trong lòng mình vào năm nay nha các bạn. Sau khi mình chiêm bái tượng Phật Di Lặc ở trên đỉnh núi xong thì bây giờ mình sẽ cùng với tất cả bạn đi cáp treo xuống phía dưới để mình đi xuống chùa hang bạn Diễm à. Đúng rồi. Giờ sẽ đi qua bộ lên chỗ cáp treo nha các bạn. Chào em nha. Bây giờ anh em mình sẽ di chuyển xuống khu vực chùa hang nha các bạn. Ở đây thì mặc dù lúc nào cũng đông khách nhưng mà cáp treo thì luôn luôn có sẵn, không bị phải chờ hay là quá đông trong một cái cabin. Đúng rồi, đó là cái điều đặc biệt đấy. Nhưng mà bạn Diễm cảm thấy như nào sau khi mà đã tham quan xong rồi, chiêm bái xong tượng Phật Di Lặc cũng như là tượng Phật Bà rồi? Cảm giác rất là nhẹ nhàng. Đúng. Nói chung là cái tâm lý, cảm giác cảm thấy kiểu rất là vui các bạn. Bây giờ là khán giả kênh Phạm Dũng cứ nói rằng Phạm Dũng hãy đi đâu đó đi, quay ở Sài Gòn nhiều quá. Nhưng mà cái điều này thì mình đã nói rất là nhiều lần rồi. Thứ nhất là Sài Gòn là nơi mình sinh sống, làm việc thường xuyên. Sài Gòn là kinh đô ẩm thực của Việt Nam mình, cái gì cũng có rồi. Thứ hai nữa là mới ra Tết. Và thứ ba là cái điều quan trọng nữa là mình chưa có đi chùa đầu năm nên là mình cũng chưa đi đâu được. Thì sau cái ngày hôm nay thì mình cũng mong là những chuyến đi trong những ngày sắp tới của mình và Diễm là sẽ thành công tốt đẹp trong năm nay bạn Diễm ạ. Diễm chia sẻ với các bạn một tí là như lúc đầu Diễm có nói, mình tâm sự là mình với anh Dũng hồi xưa giờ ít khi đi nhiều chùa trong quá trình hành trình đi xuyên Việt giới thiệu với các bạn thì không nói nha. Nhưng mà nếu mà ở Sài Gòn thì mình với anh Dũng sẽ đi chùa Hoằng Pháp. Thì sáng nay trước khi đi chùa ở núi Bà Đen thì mình đã đi viếng chùa Hoằng Pháp xong rồi mình mới lên đây đấy các bạn ạ. Tức là quá. Từ sáng giờ là Phạm Dũng và Phan Diễm đã đi hai chùa rồi, nhưng mà chùa Hoằng Pháp thì mình không có quay, một ngôi chùa mình đã đi hơn 10 năm nay. Còn hôm nay là buổi chiều thì mình đi đỉnh núi Bà Đen. Thì mình thấy rằng đây là một cái địa điểm mà vừa đi lễ chùa mà vừa đi du lịch nữa, nên là mình mới chia sẻ tới tất cả bạn. Hồi nãy giờ là mình đi trên mình đi du lịch tâm linh. Bây giờ mình mới chính thức là đi đến chùa này. Đó, bây giờ mình sẽ xuống, đây. Xuống mình sẽ đi xuống chùa hang nha các bạn. Qua cái khu vực chõm núi này là mình sẽ xuống tới chùa hang rồi. Và mình sau khi đi chùa hang xong thì mình sẽ xuống dưới mặt đất luôn. Vách núi này đẹp bạn Diễm à. Nhiều cây, vách dựng đứng luôn. Mình không hiểu sao là mọi người có thể kéo được cái cáp treo qua cái vách núi này lúc mà thi công. Tại vì một cái vách này các bạn nhìn dựng đứng là như thế này. Ở phía dưới này là mình đã thấy khu vực nhà ga cáp treo cũng như là chùa hang rồi. Anh Dũng có sợ độ cao không? Cũng khá là sợ đấy bạn Diễm. Hồi nãy là mình vừa mới từ tuyến cáp treo đi xuống đó các bạn ạ. Và phía bên dưới này là khu vực chùa. Ở đây là núi Điện Bà nha các bạn, gọi là Linh Sơn Tiên Thạch Tự. Hai cái phần mà lúc nãy mà mình mua để cúng với anh Dũng thì sẽ được đặt ở đây này. Nên là hồi nãy mình có nói là lúc đầu mình nhầm, mình cứ nghĩ là sẽ được đưa lên Phật Bà trên đỉnh núi cơ. Thì mình cũng thắc mắc là tại sao lại được đưa lên đó được. Thì bây giờ mới vỡ lẽ ra là đưa lên ở phía dưới khu vực chùa hang này thôi. Yeah.
mát đi, thang máy giờ sướng hơn à. Thế đi đâu mát thôi. Xin được lọc các bạn nhé. Dạ vừa xin lọc được nè. Trái bưởi rất là dễ thương luôn, nhỏ nhỏ và lá xanh nè. À, trong kia thì mọi người đang làm lễ rất là nhiều, nhưng mà ở bên trong là mọi người là nó không có quay phim chụp hình được, nên là mình chỉ quay bên ngoài để các bạn cảm nhận một chút cái không khí mọi người đi lễ chùa ở đây thôi nha. Thật ra thì mình với anh Dũng là không có người, không có quá rành về gọi là lễ nghĩa, mình chỉ mong là cứ thấn bằng thành tâm thôi các bạn ạ. À, mọi người mua hương hoa vàng bạc rất là nhiều. Gà heo quay luôn anh Dũng. Mọi người sẽ có hai cách, một là mình đi từ dưới chân núi lên khu vực chùa Hang, rồi chùa Bà, rồi mình mới lên trên đỉnh núi, hoặc là mình đi thẳng lên đỉnh núi rồi mình mới vòng xuống, thì mình đi cái cách thứ hai các bạn. Thì sau khi mình đi tham quan xong tượng Phật Di Lặc này, tượng Phật Bà này, cũng như là chùa, thì bây giờ mình sẽ đi di chuyển về thành phố Tây Ninh để mình thưởng thức món ngon của Tây Ninh mình nhé mà. Ở Tây Ninh thì có rất là nhiều món ngon, thì các bạn cùng chờ đợi xem là chiều nay mình với anh Dũng sẽ chia sẻ với các bạn địa chỉ ăn ngon nào ở Tây Ninh nha. Mà thực sự là bây giờ anh em mình rất là đói bụng các bạn ạ, cố gắng là giữ cái bụng đói để cho lòng thanh tịnh. Hiện tại thì mình và Diễm đã có mặt tại một quán bò tơ rất là đặc biệt tại thành phố Tây Ninh nhé bạn. Thì cái quán này cách đây khoảng gần một năm mình đã cùng ăn với bạn Lily Chen và anh Hải Sapa TV đúng không bạn Diễm? Nhưng mà mình lại chưa có dịp là quay video chia sẻ với khán giả ở kênh Phạm Dũng, thì hôm nay là mình sẽ ghé đây
quán nhìn thì rất là bình dân dân dã, nhiều khi là em nghĩ là chắc bà con địa phương là mới biết thôi, tại vì nó không nằm ngoài quốc lộ. Thì quán này có tên là Bê Thui Bảy Phụng, xíu nữa là để cái địa chỉ cho các bạn dễ tìm nha. Mà nếu mà mới đi ngang qua đây nhiều khi là mọi người không nghĩ bên trong lại có một quán Bê Thui bạn Diễm à. Đúng rồi, nhưng mà ngay từ cái góc này thì Diễm, tầm nhìn của Diễm thì vẫn thấy được núi Bà Đen nha các bạn. Đây, bạn nào mà tới Tây Ninh đi chơi thì có thể ghé đây ăn thử nha. Hồi nãy thì mình có gọi trước để đặt một số món rồi, nên là mình tới tận nơi là sẵn để ăn thôi. Quán này Diễm đặt riêng Diễm là quán Bê Thui cây si nha các bạn. Tại vì ở đây là toàn là cây si to thôi. Cây xanh. Cây xanh đó chị. Dưới miền Tây em hay gọi là cây si. Nhìn là cây màu xanh, là đoán tên màu xanh. Diễm gọi rất là nhiều món luôn nha các bạn. Nhưng mà đặc trưng khi mà mình ghé cái quán này là có những cái phần thịt để nướng này này. Thịt bê để nướng, cái này mà nướng chấm chao hoặc là chấm mắm tôm hoặc là mắm nêm đều ngon hết các bạn ạ. Hết sảy luôn ha. Nói tới Tây Ninh là phải ăn Bê Thui rồi các cái món về bê. Ở Tây Ninh thì mình thấy rằng có hàng chục quán bê ngon khác nhau, nhưng mà mình muốn tìm về một cái quán quen, nhất là khi mà mình đi tỉnh xa đó bạn Diễm ha. Nhưng mà những cái miếng thịt là chất đặc lượng. Biệt là cái quán này ấy, nó cũng tương đối là thú vị nữa, bán 12 năm rồi và không phải là ai cũng biết. Ôi. Ngoài ra ở đây còn có một cái chùm phèo non nữa này các bạn nè. Phèo đó. Quá chất lượng luôn. Và bây giờ vào việc nha, anh Dũng nói bụng không? Phải nói là quá đói luôn á. Thực ra là nãy giờ mình tới đây thì mình có ăn một trái na rồi. Na Tây Ninh quanh khu vực chân núi Bà Đen thì cũng rất là nổi tiếng. Ăn ngon lắm nha các bạn. Giá thì lại rẻ nữa. Có mấy chục ngàn một ký thôi. Đây, bây giờ là mình thấm đây nè. Bạn coi cái lát thịt nè. Về cho lên bếp nướng nha. Đó, nhìn hai mặt rồi nè. Đó, đây. Khói quá. Mờ mờ ảo ảo. Nhưng mà anh Dũng biết là bây giờ mình đang ngồi đây ăn, tự nhiên cái điều mà mình nghĩ tới nhất là cái gì không? Cái hành trình xuyên Việt. Tự nhiên ngồi đây nhớ anh em đi xuyên Việt đó các bạn, đi qua các tỉnh thành để thưởng thức đặc sản. Nhìn bạn Diễm thật là thơm. Hôm nay mình nghĩ rằng ăn xong là bạn Diễm là sẽ đầy mùi thịt bò. Không, là thơm đó các bạn, thơm như miếng thịt luôn. Đây còn một phần bò tái, cái này để ăn lẩu đúng không em? Luộc gừng à? Luộc gừng của bánh tráng. À, để luộc gừng nha các bạn. À, cái bò này các bạn này thì người ta cho ra là người ta cho nguyên tảng luôn. Xong rồi mình kiểu cho nó hơi săn săn lại, cái mình sẽ lấy kéo mình cắt nhỏ ra. Nhưng mà bạn Diễm, Diễm đã xuất hiện. Tại vì bạn Diễm ngồi ngay đúng cái hướng gió. Nhưng mà may là cái khói này nó không cay đúng không bạn Diễm? À không, cũng cay. Nhưng mà nói chung là nó kiểu cái quan trọng là mình đói bụng quá, bây giờ mình chỉ nôn ấy. Nôn nướng để được ăn thôi. Không, cái cảm giác nha anh Dũng, thật ra là để ngồi dưới này này để Diễm kiểm chứng một cái điều nữa là than đây là than sạch đấy. Cái kiểu là cái độ nồng, cái độ hắc hay là này kia nó không có ấy. Mà Diễm có cần đổi vị trí không? Không, mình thích ngồi vậy nha. Ai hồi ngồi kế mình là có mùi khói thì là không được phàn nàn. Đây, bây giờ khi mà nó săn săn vậy thì Diễm sẽ cắt nhỏ ra nha, để nướng cho nó nhanh chín này. Cái phần gân phải cắt thử cái miếng này trước. Ngay cái miếng đầu tiên mà Diễm cắt thì lại cắt trúng miếng gân. Chỗ này thịt này. Em ơi, cái kéo có thể nào cho chị cái kéo nó bén hơn không? Cái kéo nhà em nó lục quá. Kéo lục chứ không phải gân lên vậy. Em ơi, chín rồi cắt tiếp. Dạ, đợi chín rồi cắt tiếp hả chị? Hãy nướng thêm tí nữa đi. Theo anh Dũng săn săn vậy là cắt được chưa? Mình nghĩ rằng tại vì bò tơ mà nên là có thể là cắt được rồi đấy. Thử nha. Chưa anh Dũng ạ, nó phải sao lại dai như vậy ha? Ừ. Thêm tí nha các bạn. Để thôi, ăn đúng là phải biết đúng thời điểm thì nó mới ngon, mới cái dễ được các bạn ạ. Thơm mình đi mà. Nhưng mà ngồi ăn vào cái giờ khoảng 5 giờ chiều cái này này, rất là mát nữa.
ngay cái vị trí mà bạn Diễm đang ngồi, nhìn qua bên tay trái thôi là có thể thấy núi Bà Đen Tây Ninh rồi. Ôi đây này, anh Dũng coi này, miếng thịt gần chín rồi này. Thơm quá, có cái mùi gừng. Mùi gừng hình như là bên cái nồi nước này đúng không bạn Diễm? Sực sực rồi này. Kinh nghiệm là cái này các bạn phải đợi cho nó gần chín nha. Mình cảm giác như đây là một cái quán ăn gia đình, dân dã vậy các bạn. Mọi thứ thì đều do các thành viên trong gia đình làm hết. Và cái không gian ngồi thì cũng làm cho mình có cảm giác là đang ngồi ở nhà, chứ không phải là một cái quán ăn như mọi người hay đi ăn. Miếng thịt nhìn chất lượng ghê á. Này mà chấm chao hay là chấm mắm tôm cũng ngon nữa. Bò này mà nếu mà mình nướng nó quá nó cũng không ngon các bạn. Nhiễm cắt không là đảo đều là gấp ra được rồi. Bây giờ là đại tiệc của anh em mình là hình như là đủ món đấy bạn Diễm ha. Có cả một cái dĩa xào này. Bò xào với hành tây. Đó. Mà thơm lắm, có cái hành phi vào. Thơm nước mũi. Bên này lại có cả mùi gừng ở trong cái nồi nhúng này này. Nhúng mẻ đúng không bạn Diễm? Đúng rồi. Cái này không biết là nhúng gừng hay sao, Diễm thấy chủ yếu nhúng là gừng thôi. Gọi là nhúng gừng nhé các bạn, tại vì cái mùi gừng thơm nồng luôn. Khi nào cái này hồi mình chỉ cứ để nước này cho nó riu riu cho nó ra cái vị gừng cho ăn cho nó khỏe các bạn. Cho nên là bò là hồi mình chỉ cần nhúng qua cái là ăn. Cái quan trọng hơn hết là bây giờ ăn cái đồ nướng này, để lâu quá nó khô nó mất ngon. Đó. Để sẵn vô chén là mấy miếng luôn đi cho nó cho nó nguội. Đúng rồi. Đây mình để cái này qua đây cho anh Dũng này, miếng này ngon lắm này. Đang đói bụng mà ngửi thấy cái mùi thịt nướng nữa thì càng đói cồn cào hơn các bạn. Nước chấm ở đây là có nhiều loại lắm nha các bạn. Người ta cho mình cả cái mắm tôm này, xong rồi cái muối ớt, chao, đầy đủ hết. Đây này, mình sẽ nặn chanh, mình pha một tí cái nước chấm này nha. Đây có muối ớt này. Cái này là mắm tôm. Mà nhìn màu này chắc mắm tôm Thanh Hóa quá. Người ta cho mình sẵn tí đường ớt này rồi, chỉ cần cho chanh vào là đánh thôi. Thơm quá. Mời cả nhà nha. Ừ. 99% mắm tôm Thanh Hóa luôn. Đấy, anh Dũng có muốn thử miếng không? Mình sẽ thử trước nha. Đi. Wow. Mời cả nhà nha. Đói bụng quá các bạn ạ. Ngọt chắc nha các bạn, dai thì cũng không phải hẳn đâu mà do Diễm cắt cái miếng bự á. Để mình thử miếng này nha. Ừ. Đây, mời các bạn nha, nhưng mà mình phải chấm ké cái chén của bạn Diễm rồi. Không cay đâu. Wow. Ngọt thịt ha. Bò ngon các bạn. Cái miếng bò dai và ngọt. Ủa cái da này. Để bên cạnh này nha, để ăn. Cái mắm tôm này rất là thơm và đậm đà bạn Diễm à. Thơm lắm. Cái này là phải hết sức cẩn thận nha các bạn. Trong một giây phút quá nóng bò cái là hỏng hình ngay. Đây bây giờ là Diễm chấm thử cái muối ớt nha. Mời cả nhà nha. Ủa ngon bạn Diễm à. Cái da nó nhai cực kỳ đã luôn. Khi mà mình
ngồi để ăn này này thì mình mới hiểu là tại sao bạn Lily Chen á, bạn lại tin tưởng cái quán này để giới thiệu tới Phạm Dũng và anh Hải khoảng 10 tháng trước, và ngày hôm nay mình lại có duyên để giới thiệu tới khán giả kênh Phạm Dũng. Nhìn cái không gian thì nó rất là bình thường thôi, bình dân như là ở nhà, một ngôi nhà ở quê, nhưng mà về cái hương vị á, thì ngon tuyệt vời. Các bạn biết sao, cái quan trọng là cái thịt đấy, mình nhai á là cái hậu của nó rất là ngọt nha. Cái này Chanh phải tranh thủ là nó chín nha, vừa vàng đều vậy này thì mình chỉ cho ra dĩa mình ăn từ từ, mình cho cái mới lên, chứ cái này mà mình để dưới lửa nhiều quá là nó sẽ khô và nó mất ngon đi nha các bạn. Ôi miếng da này đang tí ngồi ngồi em Dũng ăn á, không ngon lấy tiền luôn. Đây đã có một cho những miếng còn lại lên. Miếng bò tươi rói và đã được ướp với đồ ướp rồi nên nó sẽ hơi tái nhẹ lại. Màn khói lại xuất hiện rồi đấy. Yêu quái, yêu quái. Này tự nhiên hôm nay hình như là mình quên mang bia theo anh Dũng ạ. Mình đi chùa đi núi nên là mình không có mang bia nha. Thật sự đây là mồi nhậu nha các bạn. Đấy, gió nó đổi hướng các bạn Diễm à. Đúng rồi. Chia đều ra. Đây, ngoài ra đây là mình còn có cả cái chao này. Hôm nay mà rằm á Diễm thấy người ta bán chao rất là nhiều luôn. Chao này mà với những ai ăn tương chỉ cần dầm tí xong luộc trái bầu á. Wow. Quá đã. Đây. Tí chao nha. Dèm thêm lon bia nó hết sảy luôn. Mời cả nhà. Quán này mà mình có một nhóm bạn mình tới đây mình ngồi ăn là xỉn quắc cần câu. Ở đây là có mấy bạn chó này là gặp khách thì không kêu mà toàn ra để đuổi không à. Nhưng mà anh Dũng ạ, mình khuyên thật là anh Dũng nên ăn cái một hồi ăn thì ăn cái miếng có da. Tại vì cái da này nó rất là ngon luôn, không hề bị dai. Mình gắp luôn miếng có da. Đây. Đấy, mình cũng miếng có da. Ơi, vô. Vô. Mời các bạn nha. Rồi, chấm chao nha. Mời các bạn nha. Cái da ngon ha. Chấm chao hay là chấm mắm tôm đều ngon như nhau hết. Một đó. Cái thì nó béo, thơm của chao, một cái thì đậm đà thơm của mắm. Ngon quá. Không hề bị dai nha các bạn. Là sao? Ủa ăn đâu có cần bảo vệ. Hai bạn ngồi hai bên nữa chứ. Mà đúng như bạn Diễm nói là khi mà mình ăn á, cái da nó hơi săn săn lại, nó cháy cháy một xíu, nó thơm nữa, ăn nó dai dai. Nhưng mà chất lượng anh Dũng ha, quá ngon. Không cần cái quán quá gọi là sang trọng hay gì hết, mà một cái không gian ngồi rất là ý tưởng. Đây, bây giờ mình sẽ ra trong thời gian chờ này thì mình sẽ ăn cái món này. Nhúng đi. Món bò nhúng với gừng. Mình cứ cho vào hết nha anh Dũng. Cho hết đi mà Dũng. Cái mình tắt bếp, nó chín cái mình tắt bếp. Thơm quá. Có thể là ở đây là một cái vùng đất nông nghiệp nhiều nên là cái gừng đó, họ cũng làm trồng ở vườn, không phải là trồng theo dạng công nghiệp nên rất là thơm. Nhưng mà người ta cho những cái vân mỡ bò vô này anh Dũng này. Lúc nãy là có nguyên một cái cục mỡ á. Đây này, những cái miếng mỡ này để nó làm cho cái nước béo của cái nước mà luộc thịt này nè. Nồi này gần giống như nồi lẩu luôn á chứ. Đấy. Bây giờ mình sẽ cuốn với lại bánh tráng nha. Thì Diễm gọi cái phần này á là người ta sẽ cho mình một dĩa rau rất là tươi ngon. Nhưng trong cái quá trình mình nướng cái dĩa rau nó để sát cái bếp
cho nên nó bị cháy cái rau luôn các bạn. May hồi nãy mình để bánh tráng bên này chứ mình để kế bên chắc bánh tráng nướng luôn. Bánh tráng nướng luôn quá. Chứ rau người ta mang ra là rất là ngon nha. Mà các bạn thấy nè, cái cọng rau là đúng theo kiểu ở dưới quê á, cái cọng bé bé như trồng ở dưới sau nhà luôn anh Dũng ha. Đó, rồi rau thơm. Đó, mà thiếu xà lách, không có xà lách. Đấy, giờ thì cuốn bánh tráng nha. Mà khi mà mình nhắc về Tây Ninh thì có một cái món mà không thể nào mà không nhắc tới, trở thành thương hiệu, đó là bánh tráng Tây Ninh. Bánh tráng rồi muối ớt Tây Ninh này, rồi bánh canh Trảng Bàng này. Hồi nãy khi mà vừa từ trên núi xuống á, là bạn Diễm đã ăn một phần bánh tráng trộn rồi. Rồi khi mà tới quán này thì cũng làm một trái na rồi. Thì cả hai món đều là đặc sản của Tây Ninh hết. Rồi bây giờ lại tới bò tơ. Anh Dũng nói là mình ngại quá. Nhưng mà lần nào nó y như là lịch sử lặp lại luôn á, là Diễm về đây á, Diễm rất là thích cái món đó là cái bánh tráng. Một là các bạn phải ăn bánh tráng trộn, hai là Diễm mua cái bánh tráng phơi xương mà người ta cho một tí cái sa tế ớt này, muối ớt này, một trái tắc này, một xíu hành phi này. Các bạn chỉ cần Diễm mua một sâu đó là có 60 ngàn thôi. Mà 10 hay là 12 bịch gì á, thì các bạn chỉ cần trộn đều lên, ăn là thật sự là bá cháy luôn. Ăn là nhớ Tây Ninh luôn á. Cái quán mà ngày hôm nay mình ngồi ăn này thì nó nằm cách vị trí núi Bà Đen chỉ khoảng 10 phút đi ô tô thì các bạn, rất là gần. Và một đường lớn luôn, không phải rẽ đâu nhiều cả. Từ đường lớn rẽ vào khoảng gần 200 mét là tới rồi. Nên là ngoài cái không gian này thì cái vị trí nó cũng khá là đặc biệt, thuận tiện nếu mọi người sau khi đi núi về thì ghé để ăn luôn. Nhưng mà đây cũng là một cái gợi ý nhỏ thôi nhé bạn. Thực tế thì xung quanh khu vực này có rất nhiều quán ăn luôn, mà quán nào thì cũng rất là đẹp và chất lượng. Bạn nào thích kiểu không gian mà dân dã đồng quê thì lựa chọn đây nha. Chứ ở đây mà các bạn mà yêu cầu là sang trọng rồi này kia thì không có nha các bạn. Đây, Diễm cho rau sống vô này. Cái thịt này là vừa mới nhúng cái nước luộc gừng đấy. Cuốn lại. Anh Dũng tắt bếp giúp mình nha. Diễm cuốn cái bánh tráng này lại nè. Đặc trưng của cái bánh tráng này á là nó không có gãy. Hơi dẻo dẻo cái này mà ví dụ như mình cho một tí... tí nước á, lấy nước lẩu này nhúng nhúng lên, đó, tha tha gì cho nó dẻo. Đây có cái mắm không? Mắm nêm pha này. Có vẻ như là cay á mình chứ? Ừ, sợ cay. Mời cả nhà nha. Hơi cay hơn. Ngon ngon. Mọi thứ rất là hài hòa. Bò mềm các bạn. Trời ơi. Bò rất là mềm luôn đúng không ạ? Họ lựa chọn một cái phần bò tái mà nhìn rất là tươi ngon luôn. Thái mỏng ra rồi mình nhúng vào cái nước gừng nữa. Thì quán bánh tráng cũng là một cái cách rất là lạ. Tại vì trước đây nếu mà ăn bò cuốn bánh tráng thì là những miếng bò mà mình luộc lên bạn Diễm, mà luộc lên rồi sắt lát mỏng như là mình ăn ba rọi hay là thịt đùi vậy đó, để mình cuốn vào. Nhưng mà ngày hôm nay là mình nhúng chỉ riêng cái phần thịt nạc thôi rồi cuốn. Xin thông báo là anh Dũng không chấm này được đâu. Hoàng Diễm mà muốn xỉu luôn các bạn. Cay quá. Ôi cay mà đỏ mắt luôn á. Chắc là tạm ngưng cái miếng này để đây tí ăn. Mình sẽ vớt cái thịt này ra này cho nó nguội. Mềm mà ngọt thịt lắm. Wow. Chắc là mình phải tranh thủ làm một miếng luôn. Anh Dũng này. Không ngon lấy tiền luôn. Cho mình xin một miếng nha bạn Diễm. Mời các bạn nha. Wow. Ngon. Mềm ngọt. Mà thơm đậm đà không? Cảm giác cảm giác là vừa ăn luôn rồi. Ngon quá. Đây này. Thêm một miếng nữa. Khi mà bạn Diễm lấy như này, để bên ngoài gió một chút đó, là nó nguội, mất ngon liền. Vô. Wow. Diễm nghĩ đây sẽ là một cái gợi ý để cho các bạn mà làm mồi nhậu cho chồng ấy, hay là cho gia đình mà mình nhậu ấy, thì có thể làm cái món này nè. Họ làm cái nước luộc này gần gần giống như nước lẩu
họ cho một ít cái phần mỡ bò vô này, xong gừng này, rồi một xíu cái rau thơm vô. Đó, rất là đặc trưng luôn. Cảm giác là ngon một cách kỳ lạ luôn bạn Diễm à. Ngon lạ miệng. Mà nó không bị nhạt nha. Đây, mình thích mấy cái phần mỏng mỏng như này. Đây, thêm một miếng nữa. Wow. Vô. Cây mà chưa hoàn hồn là được luôn á. Ngon. Quá ngon các bạn. Cái này thì mình có thể chấm với lại sợi cây, thì mình có thể chấm với muối ớt hoặc là mắm tôm ấy anh Dũng. À, bạn nào mà tới cái quán Bảy Phụng này nè, thì một đó là món này, bò nướng. Hai là cái món bò mình nhúng vào nước gừng cuốn bánh tráng. Thì mình cũng có thể là không cuốn bánh tráng mà mình ăn luôn cũng rất là ngon các bạn. Thực sự là rất là đặc biệt. Phải uống một ly trà đá thì mới được. Đây, bây giờ Diễm sẽ cắt cái này ra nha. Để qua khô quá là nó cũng mất ngon các bạn. Mày nó săn vậy là dễ cắt nè anh Dũng nè. Nhìn ngon ha. Khi mà mới đầu bạn Diễm cắt cái kéo mà không được ấy, thì mình cứ nghĩ là miếng bò nó sẽ dai lắm cơ. Nhưng mà thực tế khi mà nó chín rồi thì mềm ngọt, dai vừa phải. Trời ơi, nghe sực sực luôn ha. Mọi ngon rồi. Chống cay. Quá cay các bạn ơi. Cay mà Phan Diễm phải đi cầu cứu một ly trà đá mới được các bạn. Ổn định lại rồi đó. Đúng là thiếu bạn Hiền và thiếu bia bạn Diễm à. Đây anh Dũng thấy như cái phần nào mà nó chưa bắt đầu chín kỹ á, là mình cắt nó rất là khó. Còn cái phần nào mà nó đã chín tái rồi là cắt rất là nhanh luôn. Đấy là còn cái phần khèo là mình còn chưa nướng rồi đó. Đây, cái này để đây. Mấy cái miếng bự này cứ để đó đi. Lên Tây Ninh ăn bò mà xúc động luôn các bạn. Chín rồi nha. Bây giờ thì miếng này là phải chấm chao đi. Chao là nó ít cay hơn. Đấy. Ăn nóng trên bếp đã mà nhớ mà. Ngon. Chắc là mình sẽ thử một miếng mà chấm với mắm tôm. Miếng này là chắc là chín rồi này. Vừa ngon này bạn Diễm này. Anh Dũng thì chấm với mắm tôm rồi nè. Mời các bạn nha. Để xem anh Dũng cảm nhận cái miếng nó thế nào. Thật sự là lúc nãy là mình nướng có thể hơi kỹ đó. Nhưng mà Diễm nướng vừa cái này nè các bạn, là Diễm vừa mới cắt ra tái là ăn liền luôn nha. Là cái thịt nó mềm nha. Thịt rất là mềm. Kể cả cái da cũng không bị dai. Nên là nhiều khi là cái nguyên liệu nó chất lượng mà nó có trở thành món ăn ngon hay không, nó còn do là mình chế biến. Nhiều khi các bạn mua một cái món đồ nó là đồ chất lượng nhưng mà về mình chế biến không đúng cách ấy, là nó sẽ không ngon. Ví dụ như đồ của Phan Diễm. Đấy, chấm cái mắm tôm nha. Diễm là rất là thích mắm tôm luôn á. Đặc biệt là mắm tôm Thanh Hóa. Cảm ơn bạn Diễm. Ôi. Ngon thật đấy. Thực sự là ngày hôm nay mình là một cái duyên các bạn ạ. Ban đầu thì mình dự tính là đi miền Tây để giao một chuyến hàng đặc biệt cho bạn Diễm. Nhưng mà sau đó là mình phải xin phép rời cái chuyến hàng đặc biệt đó lại vào ngày khác, để mình thực hiện cái chuyến đi lên Tây Ninh vào ngày đầu năm như thế này. Để mình mong rằng mình sẽ có một cái năm mới nó thuận lợi suôn sẻ. Cái mục đích duy nhất và cuối cùng cũng là để quay những clip hay gửi tới khán giả kênh Phạm Dũng các bạn. Nhưng mà tiếp lời anh Dũng là mình chuẩn bị có một cái đơn hàng bia về thành phố Sóc Trăng và
chung đây sẽ là cuộc gặp gỡ rất là đặc biệt mà Diễm cũng cảm ơn một người anh đã ủng hộ Phan Diễm. Thì ngày mình sau khi mà mình đi khám phá Tây Ninh xong thì về là Diễm sẽ bắt đầu cái hành trình là đi về Sóc Trăng. Nhưng mà sau cái bữa ăn này thì mình vẫn còn thời gian dành thời gian lại để khám phá tiếp tục Tây Ninh, tại vì Diễm có rất là nhiều khách hàng ở Tây Ninh và với mình ấy, mảnh đất ở Tây Ninh này có rất là nhiều điều đặc biệt. Đó là đồ ăn ngon này, con người thân thiện này và có rất là nhiều điểm để khám phá ở Tây Ninh luôn nha các bạn. Nên là ngày hôm nay mình cũng hy vọng rằng khán giả sẽ có một cái nội dung hấp dẫn trên kênh Phạm Dũng để xem giải trí vào những ngày đầu năm như này. Sau cái chuyến đi quan trọng ngày hôm nay thì sắp tới mình và Diễm cũng có nhiều dự định để đi quay clip gửi tới khán giả kênh Phạm Dũng. Hy vọng rằng các bạn sẽ luôn đón nhận. Còn clip ngày hôm nay thì mình cũng kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip tiếp theo của mình nha. Chào cả nhà. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Còn sau đây là 30 giây quảng cáo dành cho hải sản Phan Diễm. Nếu mà các bạn yêu thương Phan Diễm thì hãy ủng hộ những mặt hàng của Phan Diễm để mình có thêm một tí kinh phí để đi quay những địa điểm ẩm thực, du lịch, chia sẻ với khán giả của kênh Phạm Dũng nha. Hiện tại thì Diễm đang có các mặt hàng như là củ hủ dừa sấy khô này, yến xào, bạch tuộc, bào ngư, cò sò điệp, hải sâm, vẹm, nói chung là rất là nhiều những cái mặt hàng mà cao cấp và bồi bổ cho sức khỏe. Nên là các bạn nhớ ủng hộ Phan Diễm. Khi mà đặt hàng thì các bạn gọi điện thoại cho Diễm qua số điện thoại là 0981 128 578.